cái kiểu như ban đầu là chỉ là anh em với nhau thôi, tại vì tìm hiểu thì anh cũng có vợ rồi và cái kiểu như là vợ anh vừa mới sinh con luôn, là mình không có nghĩ cái vấn đề gì sâu xa hết trơn á. Phải gọi là ngay từ lúc mà em nhận thức được á là em đã sống trong những cái chặn đòn của ba. Đó em kiểu như em đang khó khăn với lại em đang trầm cảm. Em bị trầm cảm đến nỗi mà em tự hành hạ bản thân em luôn á. Tại vì năm lớp 6 lúc còn đi học em kiểu như em cũng có thích một cái bạn nữ. Mà bạn nữ đó bạn học lớp 9, bạn lớn hơn em tới 3 lớp lần. Nó kêu em á, đề nghị á, qua ngủ chung với nó đi. Em thử tải Blue về. Thì em quét. Thì em thấy bạn đó trên Blue. Và em có tạo một cái nick giả mà không có để mặt mình. Em thử thôi, cái kiểu như mình làm một phép thử vậy đó. Em có thể kể câu chuyện của tuổi thơ của em không? Thế gọi là ngay từ lúc mà em nhận thức được á, là em đã sống trong những cái chặn đòn của ba. Ba em á, thường đi nhậu say. Khi mà ba em xỉn rồi á, về á, thường đánh đập hành hạ em với mẹ em á. Bị đánh xong rồi chạy trốn á, lên nội hoặc là trốn những chỗ nào đó rồi ba em đi kiếm. Và qua ngày hôm sau lúc mà tỉnh rượu xong á, rồi em với mẹ em thì mới dám về nhà. Mà mỗi lần ba em nhậu là đánh? Đúng, mỗi lần đều như vậy hết. Thì cái kiểu như em cũng bị ám ảnh á. Mỗi lần ba em nhậu gì em thấp thỏm, em lo âu lắm. Nó cứ qua dần biết rồi mình cảm thấy nó quen dần luôn. Cho tới khi mà em lên lúc mà trung học cơ sở thì ba em không có vợ bé. Dạ. Là không có cái tật này thì có cái tật khác. Đúng rồi, không có cái tật này thì có cái tật khác. Bằng sao em phát hiện được? Tình cờ là mẹ em chia sẻ với em thôi. Ba em như vậy, với lại cái em nhìn lúc đó thì cái kiểu như mình cũng đã lớn một tí xíu rồi. Mình cũng biết được, nhìn ba mẹ mình không ngủ chung trong vòng suốt 3-4 năm trời khi mà ba mẹ em ly hôn luôn á. Lên lớp 6 thì em vẫn đi học bình thường. Nhà mình nghèo nè, ba mẹ mình lại không được hạnh phúc nữa. Cho nên là em dồn hết tất cả mọi thứ vô cho công việc học hành của em. Rồi trong cái tuổi thơ đó thì em có nhớ giai đoạn nào em phát hiện ra giới tính của mình không? Tới sau này lên lớp 10, lên phổ thông em mới biết được. Tại vì năm lớp 6 lúc còn đi học em kiểu như em cũng có thích một cái bạn nữ. Mà bạn nữ đó bạn học lớp 9, bạn lớn hơn em tới 3 lớp lần. Nhưng hai đứa vẫn đi chơi với nhau, chở đi ăn kem, đi uống nước. Rồi cũng chia sẻ về chuyện gia đình của em cho bạn đó nghe. Cũng thích. Rồi sau đó bạn ấy lên lớp 10 rồi em với bạn ấy cũng chia tay. Sao chia tay vậy em? Cái mối tình thời con nít đó anh, sau đó bạn ấy bạn lên lớp 10 rồi á, cái bạn không có liên lạc với em luôn. Chắc thấy em còn trẻ trâu quá. Thì đi học sinh hay thoát qua vậy đó. Vậy. Lúc người ta trưởng thành rồi người ta thấy em chắc thấy em nhỏ quá. Chứ tình cảm á thì kiểu như em không có đặt quá quan trọng, em chỉ đặt vô việc học và tham gia cái phong trào là nhiều thôi. Rồi Nam nói đến lớp 10 là Nam phát hiện bản thân mình là ai, thì cái gì xảy ra là cho Nam nhận ra? Năm lớp 10 thì em xảy ra một cái biến cố đó, làm ba mẹ em bắt đầu là ly hôn, nhưng mà em không có chịu được nữa. Với lại giai đoạn đó thì em cũng đã lớn rồi, đủ nhận thức để mà chịu đựng được cái cú sốc đó. Trước đó thì vẫn cãi nhau, ba em vẫn kiếm chuyện đuổi mẹ con em đi ra khỏi nhà. Nên là mẹ em mới quyết định là kêu ông ngoại em đồ vô, rồi gia đình hai bên nội ngoại rồi nói chuyện với nhau. Rồi sau đó thì em với mẹ em ra dọn ra, hai mẹ con em không lấy gì hết trơn á, để nhà cho ba luôn. Nhưng mà cho chị, cái nhà đó là của ai? Cái nhà đó là của chung, ba mẹ làm, rồi ba mẹ cắt góp á. Rồi khi mà hai mẹ con ra ở ngoài, ban đầu khó khăn nhiều lắm Nam ha? Khó khăn nhiều lắm anh. Kiểu mẹ em cũng kiểu làm nông á, ca kêu gì làm đó. Nhưng mà nhà trọ dưới quê thì nó rẻ lắm, nó có 300 ngàn tháng à. Nhưng mà thì từ năm lớp 8 á, là em cũng bắt đầu là đi làm thêm. Thì em cũng có xin làm phục vụ bưng bê nước để mà kiếm thêm, để mà trang trải cho việc học của em á. Rồi khi mà em đi làm quán cà phê á, thì em sẽ tiếp xúc được với nhiều người hơn. Dạ. Thì nó có đem đến cho em cái cơ duyên gặp gỡ ai không? Giai đoạn đó em bị stress rất là nhiều, bị trầm cảm. Em ít nói chuyện với mọi người, kiểu như làm mà cái mặt nó cứ buồn buồn như hoài vậy đó. Em gặp một anh đó lớn hơn em hơn con giáp. Cái kiểu như ban đầu là chỉ là anh em với nhau thôi, tại vì tìm hiểu thì anh cũng có vợ rồi và cái kiểu như là vợ anh vừa mới sinh con luôn, là mình không có nghĩ cái vấn đề gì sâu xa hết trơn á. Rồi anh thấy em buồn rồi cái kiểu như tiếp xúc, rồi anh em xin số điện thoại liên lạc với nhau, nhắn tin qua lại. Từ từ cái anh rủ em đi cà phê, đi chơi, đi này đi kia, rồi sau đó rồi thích nhau hồi nào em không hay. Em có phải là người con trai đầu tiên mà anh ấy quen không? Cái đó thì con trai đầu tiên hay không thì em cũng không có hỏi, nhưng mà em là ảnh là người đầu tiên mà em. Nhưng mà anh có nói vì sao mà anh đã có vợ có con rồi mà anh vẫn quyết định dành tình cảm cho em không? Em không biết cái đó là tình thương hại hay là thương giữa những người đồng giới hay là thương hại, em cũng không biết. Tại vì lúc đó em kiểu như em đang khó khăn với lại em đang trầm cảm. Em bị trầm cảm đến nỗi mà em tự hành hạ bản thân em luôn á anh. Rồi xong rồi anh ấy cản lại, anh ấy ôm em này kia, rồi xong rồi hai người hôn nhau. Nhưng mà nó không có quá nó không quá sâu đậm đúng không? Dạ.
Nhưng mà khi em có tình cảm với một người có gia đình rồi, em có lo sợ nhiều không? Trong giai đoạn quen đó em rất là dằn vặt. Em biết là mình thương, mình có tình cảm. Em bị cắn rứt vì giống, giống kiểu mình phá hoại đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì em nghĩ như thế này nè, người ta đã phá hoại gia đình mình rồi, đã làm cho em với mẹ em phải như vậy rồi, thì mình làm như vậy thì tội quá. Sau đó thì em muốn kết thúc và em chạy trốn, em chạy lên Sài Gòn, em bỏ học một năm. Em đi làm thêm, em làm bất cứ cái gì để mà có tiền. Em phải bỏ đi một năm trời để mà để trốn tránh cái đúng rồi gọi đó. Là để trốn tránh nó. Em không liên lạc với ai luôn, mà lúc đó em không xin tiền mẹ em luôn. Mẹ ơi, bây giờ thấy nhà mình nghèo quá, gia đình mình bây giờ khó khăn quá à, thôi cho con đi làm một thời gian đi, kiếm ít tiền về xây sở, xong rồi em mới mượn bạn em 1 triệu là em lên Sài Gòn em mở. Rồi khi mà em nhận ra là mình có tình cảm với con trai á, ở trong người của em á có bị đấu tranh chưa? Cái ngay từ đầu thì em cái có cái sự quan điểm như vậy rồi nè, không nghĩ là mình thương con trai hay thương con gái, có nghĩa là mình có cảm xúc với người nào đó thì mình sẽ quen người đó thôi. Em cũng không quan trọng việc quá là mình quen con trai hay con gái, quan trọng là cảm xúc của mình. Lúc đấy xung quanh em ngoài anh đấy ra thì có ai biết về giới tính của em không? Hình như là không anh, kiểu như em ít tiếp xúc với bạn bè hay là em ít nói chuyện với ai lắm. Tại sao em vậy? Do một phần là gia đình, một phần là hoàn cảnh. Em kiểu như nó tạo nên cái tâm lý của em nó như vậy. Em đề phòng với tất cả mọi người. Khi mà em bỏ lên Sài Gòn á, thì anh đó có níu kéo không? Em không liên lạc luôn anh, em tắt liên lạc hết tất cả mọi thứ. Mà lúc đó là em đi làm thì kiểu như xin vô một cái xí nghiệp lương rất là thấp. Vừa làm vừa học? Không học luôn, làm đi làm kiếm tiền. Trên đó, lúc đó là em đang học lớp 10, xong lớp 10 và đang vô lớp 11 và em bỏ học ngang luôn. Sau cái chuyện tình cảm đấy, thì cái chuyện tình cảm tiếp theo của em nó có sán lạn hơn không? Qua một năm sau á, thì em vẫn đi học lại bình thường. Có con nhỏ bạn học chung lớp 10 với em là nó đã biết em rồi. Thì cái kiểu như hai đứa thân với nhau, câu chuyện gì nó cũng kể cho em nghe và em có chuyện gì cũng kể với nhau. Nhưng mà một điều là nó là lép. Mà hai đứa đi với nhau á, toàn là mặc đồ cặp với nhau. Mà cái kiểu như trong trường á, ai cũng đồn em với bạn ấy quen nhau hết trơn á. Đấy ra là em có mời bạn ấy lên tham gia chung với em. Nhưng mà hiện tại bạn ấy kiểu như đang học với Cần Thơ và vừa mới ra trường, cái kiểu vừa mới đi làm á. Với lại tình hình đang dịch bệnh rất là căng cho nên là không có tiện đi lại được. Mối tình thứ hai thì kiểu như cũng quen xa thôi, là anh của bạn đó. Anh ruột? Không, cái kiểu anh, cái kiểu như bạn đó cho Zalo á làm quen rồi nhắn tin qua lại với nhau. Nhưng mà lúc đó là anh bạn đó đang học ở Sài Gòn á, hai đứa không có gặp nhau được. Có dịp thì anh đó về rồi hẹn ra ngoài cà phê nói chuyện với nhau, rồi cho đến khi em học xong 12 luôn, lúc lên Sài Gòn lại để mà đi làm á, tại vì em quyết định là em không đi học nữa, rồi nhờ anh đó giúp đỡ này kia, hai đứa cũng kiểu như là sống chung với nhau á, rồi từ từ rồi cũng được 3 năm. Hai bọn em quen nhau được 3 năm. Dạ. Mình chia tay là do những cái cãi vã xung đột ở trong cuộc sống hay là do người thứ ba em? Thì sống chung với nhau rồi á, thì mọi cái con người của nhau thì mình show ra hết đúng không? Em nghĩ là do hai đứa khi mà sống chung một thời gian khá là dài á, rồi hiểu nhận ra nhau và cảm thấy hai đứa không phù hợp với nhau, nên là hai đứa mới tự động làm bạn với nhau, không có kiểu như là quen nữa. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì vẫn nói chuyện qua lại với nhau. Vậy là mình chỉ là khác biệt và mình quyết định chia tay trong ôn hòa thôi. Đúng rồi, chia tay trong bạn bè. Chia tay trong im đẹp. Nhưng mà em chia tay em có buồn không? Chia tay xong em cũng buồn chị, tại vì cái trong 3 năm đó có rất là nhiều kỷ niệm với nhau luôn. Anh ấy cũng đã giúp đỡ em rất là nhiều. Nhưng mà có một điều đó là trong suốt thời gian em quen người yêu, em không bao giờ tổ chức sinh nhật cho em hay là bắt người yêu tổ chức sinh nhật cho em. Sao em làm? Em không biết tại sao, cho đến thời điểm hiện tại sinh nhật của em vừa qua em vẫn thích ở một mình. Là do em hả Nam? Là do em hả Nam? Em muốn gọi là tạo cho mình một cái sự cô độc á anh. Chắc là do tuổi cái quá khứ của em hay là do cái tuổi thơ của em á, nên là không có ai làm cho em mà cái kiểu như happy, mà happy cái kiểu như là lên cao được. Em chỉ có cái sự cô độc, chỉ có cái sự cô đơn mới làm cho em có động lực để mà tiếp tục bước và phát triển và phấn đấu cho con đường mà tương lai để kiếm tiền nuôi mẹ em. Là như vậy cho anh hỏi thử có phải không nhé, là trong cái ngày mà nhẽ ra phải vui nhất thì dạ, em lại chọn cái cách cô độc nhất. Đúng, chính xác. Chỉ có cái sự cô độc, chỉ có cái sự cô đơn mới làm cho em có động lực để em đối mặt với cái nỗi buồn đó. Dạ. Và em xem nó như là một thử thách để em có thể mạnh mẽ hơn. Em có nghĩ điều đấy đúng không? Em không biết nó đúng không, nhưng mà cái cảm xúc với lại cái thói quen với lại cái con tim của em nó mách bảo em như vậy. Còn lý trí của em nó nói như nào? Em không biết lý trí của em thế nào nữa. Nhưng mà em thật sự là em rất là muốn ở một mình. Với lại em cũng có suy nghĩ như thế này nè, một người thương mình nhiều quá, không biết có thể đi với mình cả đời hay không. Trong chuyện tình cảm của trong cái em phải là em nói chung, nhưng mà trong giới này cái kiểu như nó hạnh phúc lâu dài á, thì nó mong manh quá, tại vì em đã trải qua nhiều cái rồi, không giữ được. Cho anh quay về cái sinh nhật của Nam, có bao giờ em tổ chức chưa?
Dạ em chưa bao giờ mà em nếu chưa từng thử thì làm sao em biết được nó như thế nào nè? Có những năm có mấy bạn kiểu như thương em anh tổ chức bất ngờ cho em á, nhưng mà em cũng không cảm thấy vui. Người yêu của em có tổ chức cho em bao giờ chưa? Em nhớ có một lần cái anh mà em quen 3 năm á, là anh biết ngày tổ chức sinh nhật của em, anh có mời bạn bè lại để mà cái kiểu như dắt em đi ăn đồ này kia rồi mua bánh kem á, nhưng mà cái kiểu như em cũng không có, em có hết happy tại vì em quen với cái việc đó hay sao, em thích ở một mình hơn. Kết thúc cái buổi tiệc đó thì em cũng xin về sớm rồi, em cũng thích đi đâu đó một mình không gió. Cho anh hỏi cái này luôn nha, anh hỏi hơi sâu này chút xíu, là lúc đấy em thật sự thấy không vui hay là tự em muốn tạo cái rào cản cho mình đối với mọi người? Em thích một mình hơn. Anh hy vọng nha, sau cái buổi nói chuyện này em cởi mở hơn một chút xíu, đừng có giữ cái suy nghĩ đó ở trong đầu. Tại vì anh nghĩ như vậy là cuộc sống á, nó hạnh phúc nhất là lúc nào, Nam biết không, lúc mà mình được chia sẻ. Ví dụ như cái anh với chị Chi thôi, ăn cái gì đó ngon, chị Chi kêu là Tuân ăn thử cái đấy đi, ngon lắm. Chị thấy anh ăn ngon, chị rất là vui. Nên nếu mà người ta tổ chức sinh nhật cho em mà người ta thấy em thoải mái, em hạnh phúc thì người ta cũng rất là hạnh phúc. Và hai người đều hạnh phúc thì cái giây phút đó nó mới hạnh phúc được. Còn tự em tạo cái rào cản là em muốn thì em không thể nào tận hưởng được cái giây phút đó. Em cứ sợ nhiều thứ làm khó hạnh phúc đó. Em thoải mái đi cưng. Anh nói em nghe nha, ngay cả nam nữ cũng chắc sống với nhau được cả đời, đâu ai chắc chắn được điều đó đâu. Nên tại sao em cứ phải nói là ở trong giới của mình hay là giới ngoài kia nó như thế nào? Tự dưng em suy nghĩ nhiều quá, đâm ra em không tận hưởng được cái hiện tại của em. Em suy nghĩ quá nhiều nó sẽ rất là áp lực. Gặp cái gì cũng sợ, quen ai cũng sợ, cứ suy nghĩ sâu xa quá. Anh nghĩ là thế giới này có rất nhiều điều thú vị. Và nếu tự em gói gọn em trong một cái lồng á thì em sẽ không biết được ở ngoài kia có gì. Dạ. Rồi sau cái mối tình đó chia tay buồn bã rồi thì mối tình tiếp theo, cái kiểu như mình quen trước giờ mình quen lớn tuổi mà để mà chia sẻ để mà với mình á, nhưng mà thời điểm hiện tại thì em quen một bạn bằng tuổi em. Dạ, bạn ấy làm tóc, hai đứa quen nhau trên Facebook. Cái bạn đó hay like hình của em á, rồi cũng qua nói chuyện qua lại, rồi xong rồi em qua bạn đó làm tóc. Giai đoạn mà chia tay bồ á là em ở một mình, kiểu như buồn mà đi làm về xong thì một mình dạo. Rồi sau đó thì bạn cứ gọi em đi cà phê, thì cà phê ngồi nói chuyện thôi. Thì bạn cứ hỏi em sao mà thấy em mà lúc nào mặt cũng ngầu ngầu hết trơn vậy, bộ tạo cái vẻ bad boy hay gì lạnh lùng quá vậy. Thì em mới nói cái gì nó cũng có nguyên nhân hết trơn á. Cái đợt đó là em nhớ là nó kêu em đề nghị qua ngủ chung với nó đi. Rồi xong rồi đến với nhau luôn. Lúc đầu thì hôn nhau rồi cũng đó, lúc đó em cũng lớn rồi. Cái là lần đầu tiên luôn hả? Lần đầu tiên của em là anh 3 năm. Rồi khi mà em với bạn đấy tình cảm tiến triển rồi thì gia đình của bạn em có biết không? Đó là câu chuyện để mà em không ao với mẹ em, nói với mẹ em luôn á. Là như thế này, xong hai mối tình trước thì em cũng có rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân của em rồi. Và em rất là thương bạn đó luôn, em nghĩ bạn đó sẽ là người cuối cùng của em. Tại vì em xăm tên bạn đó lên tai của em luôn. Em cũng nghĩ thoáng nhanh, em nghĩ là thì cũng sẽ yêu một người hết mình đi, rồi mình sao cũng được hết trơn á, bỏ qua cái rào cản nhanh. Em đã từng có cái suy nghĩ như anh đề nghị với em, hai đứa quen nhau cũng được 4-5 tháng rồi, sắp tới cái dịp Tết là bạn đó ở Sài Gòn, nhà bạn đó ở quận 7, còn em thì em ở quê, thì Tết thì em phải về quê. Nhà em nhớ cái đó là ngay cái mùng 2 Tết, em nói với mẹ em là mẹ ơi, lỡ con thích con trai thì sao? Thì mẹ bắt cười, rồi bà nói với em gì nè, hồi lúc mà em còn nhỏ mà em chưa biết gì mà ẩm đi chợ á, hay mà chụp vô mấy cái bộ đồ bông á chị Chi, mấy bộ đồ bông mà mấy bộ đồ bộ á, chụp vậy đó. Rồi bà nói một câu nữa, bây giờ đẻ mày ra rồi tớ cũng hiểu xương xương, hiểu sơ sơ tính của mày rồi, mẹ cũng không hạnh phúc, thì bây giờ con sao con hạnh phúc là được. Thì xong rồi em mới mời bạn đó về qua em chơi, em cũng xả được nhiều cái khúc mắc ở trong lòng với lại mấy cái suy nghĩ tiêu cực á. Nhưng rồi quen nhau một thời gian, em có một cái linh cảm rất là hay, em thử tải Blue về thì em quét, thì em thấy bạn đó trên Blue và em có tạo một cái nick giả mà không có để mặt mình. Em thử thôi, cái kiểu như mình làm một phép thử vậy đó, chào hỏi qua lại với nhau rồi làm quen được không, mình tìm như vậy đó, bạn có tìm giống mình không, rồi hẹn nhau ở khách sạn. Và bạn nói ok, bạn kêu cho địa chỉ đi. Em chụp cái màn hình tin nhắn lại rồi xong rồi em gửi qua cho bạn đó, rồi em quyết định kết thúc. Em đã hết lòng với người ta rồi thì em không thích ai lừa dối em. Em gửi qua bạn đó có nói gì không? Em gửi qua xong rồi em chặn bạn đó một thời gian luôn. Em chặn Facebook, em chặn Zalo luôn. Nhưng mà giai đoạn đó em rất là buồn nha. Cái kiểu như là mình suy sụp hoàn toàn luôn á. Mình không ngờ mọi thứ đã trở nên như vậy. Cho đến thời điểm hiện tại mới có em hiện tại. Là em quyết định phải tự bảo vệ mình khỏi những người xung quanh. Đúng rồi. Em sợ tất cả mọi người. Em không tin vào ai nữa. Đúng rồi. Em sợ tất cả mọi người. Em không tin vào ai nữa. Em quen được bao nhiêu người rồi mà em nói em không tin vào ai?
nếu như mối tình chính thức tầm khoảng như vậy thôi anh, còn mà kiểu như nhắn tin mà cái kiểu như mà tán tỉnh em đồ này kia thì em không có. Tự dưng mình đâu có tìm hiểu được quá nhiều người đâu mà mình tự gò ép bản thân mình như vậy Nam. Nếu như có một cái gì đó nó làm cho em cảm thấy là vui thật sự thì em sẽ đeo đuổi theo cái đó, nhưng mà thật sự tới thời điểm hiện tại không có cái gì làm cho em cảm thấy là em thật sự hạnh phúc. Em chỉ tạo một vỏ bọc, tạo sự cô độc cho mình. Ai đến gần em vậy em sẽ sụ lông với họ để cho mọi người có thể là thấy em ừ thằng này nó gì nè, nó không tốt, nó kiểu như nè để ta đừng gần gũi em, đúng, đúng không? Đúng rồi, đúng Nam rồi. Nhưng cái việc em quyết định em làm vậy lên chi? Lên Không Ao ngồi và em chia sẻ, anh nhận ra một điều là em không thật sự muốn như vậy. Tại vì nếu em thật sự muốn như vậy em sẽ giữ nó, em giữ cái hình ảnh đó, em giữ cho mình là một người rất là hung dữ, rất là hung hăng để mọi người ghét em luôn. Còn bây giờ em ngồi đây và em chia sẻ và em khóc, có nghĩa là em không hề muốn cái điều đó, thì tại sao mình phải làm một điều mình không muốn? Vẫn có nhiều người thương em, người hỏi tại sao em lại làm như vậy, và em không có giải thích gì hết, em chỉ im lặng thôi. Thì cho đến thời điểm hiện tại em mới sẵn sàng để mà em chia sẻ là em như vậy, và em muốn cho người ta biết là cái gì nó cũng có cái lý do của nó hết, chứ không phải đừng không một người tự nhiên nó lại trở nên như vậy đâu. Yeah. Thì anh chỉ hy vọng là nếu như em đã chịu chia sẻ nó ra rồi, Nam bây giờ em có thấy thoải mái hơn không? Nó nhẹ nhõm hơn. Trong mấy ngày nay, từ giai đoạn 30 tháng 4 đó, cho đến này, bây giờ em không có đi làm được, em không có chạy show được đó, thì kiểu như nó cứ bị stress, càng bị stress thêm. Dịch mà, yeah. Ai cũng stress hết cưng. Dạ. Yeah. Đến thời điểm hiện tại em không nghĩ là em sẽ đi hát Loto. Sao em bén duyên được với Loto? Lúc mà em buồn á thì em có một mấy người bạn rủ em là đi coi Loto show đi, tại vì hiện tại cái Sài Gòn lúc đó năm trước á đang rất là thịnh về Loto show, thì cái kiểu mình cũng đi xem cho cái giải trí đồ này kia, chung tại vì xem trên clip nó rất là vui, mấy cái đoạn khúc cắt ở trên Facebook của mấy cái đoạn á thì thấy rất là vui, rồi xem cũng đi xem rồi thấy dài, thấy thích nói sao thích quá ta. Nhưng mà cái kiểu như mình thích được thôi nha, mình không thích làm con gái để mà đi hát đâu. Cái đợt đó coi nhưng mà cái kiểu như tiết mục giao lưu á, lên mà kêu khán giả mà lên hát Loto chung cho vui á, em cũng lên em hát. Em hát bài gì? Bữa nay em lên em hát bài gì? Em hát bài mà không ai hát luôn, cái nghĩa là hả? Em hát nhạc của em, cái kiểu là em lên em hát nhạc, em thích hát nhạc trẻ, em hát cái bài nhỏ mà gái số 2. Sẵn cái chương trình đó em có thể gửi tặng cho chương trình một được, đoạn. Em hát đi cưng. Mây gì đây con số gì đây số gì đây con số gì đây mây gì kêu anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Ra con số 2, con số 2, ra con số 2, con số 2. Rồi sau khi em hát đấy thì làm sao mà em lại có thể trở thành một cái người đi hát Loto? Tại vì chỉ là khách mời thôi mà. Đó thì như vậy đó, cái kiểu như là chỉ giao lưu thôi. Rồi xong tự nhiên mình biết hát Loto, ta cái kiểu là em có một cái sự cảm nhạc. Lúc đó em cũng đi làm ở nhà hàng á, mà làm giờ hành chính, thì mình làm tới 5 giờ chiều mình về rồi, thì mấy cái dịp cuối tuần đồ á, bạn em thì rủ, thí dụ như bây giờ thấy bạn như vậy đó, bạn xin vô cái đoàn bạn hát thử coi, mấy cái là bạn cộng tác với đoàn, rồi thấy bạn cái kiểu như là cũng dễ thương này, cũng kiểu như cũng sáng sủa. Nhưng mà em nói là thí dụ em hát thì em hát, nhưng mà cái kiểu như là em không có giả làm con gái. Mà đơn trai em hát. Dạ đúng rồi. Rồi cũng vô đoàn cộng tác, từ lúc đầu là bán viên vô, xin vô cái đoàn sinh viên. Rồi hát từ từ, cái mấy bạn trong giới Loto cũng biết đến. Không biết sao em bỏ cái công việc hiện tại của em đang làm, rồi xong rồi em tập trung em đi hát luôn. Nước đó bút show của em là bút show nguyên tuần luôn, từ thứ hai tới chủ nhật là ngày nào em cũng đi hát. Cho nên là biết định bây giờ theo ngày rồi. Tổ cái kiểu như tổ cũng thương, tổ cũng chọn mình, thì mình cũng thích, mình cũng đam mê nữa. Cho anh hỏi là nãy giờ Nam kể câu chuyện thì mẹ là người đồng hành với Nam cũng nhiều. Dạ. Hầu như rất nhiều giai đoạn ha. Nhưng mà em có chuyện buồn hay là chuyện tình cảm hay có vấn đề gì em ít có nói cho mẹ, em giữ trong lòng nhiều. Em chỉ kiểu như mấy cái chuyện nào mà vui vui hay là em làm có tiền bao nhiêu em muốn mua cái này cái kia cho mẹ thì em kể, em chia sẻ với mẹ thôi. Hôm nay tham gia chương trình Không Ao vui không em? Dạ cũng nếu chia sẻ ra nó cũng là nhẹ lòng. Dạ. Dự định tương lai của em như thế nào? Là trước mắt là em chỉ mong dịch Covid sớm qua thôi, để cho chúng em thể mà chạy show lại. Tương lai của em á, em chỉ mong là em sẽ học hỏi hơn nhiều thứ để mà trau dồi cái nghề nghiệp hiện tại của em đã chọn. Em cũng muốn đi học mấy cái khóa như là mấy cái sân khấu kịch cô Hồng Vân á, học nó hỗ trợ cho cái nghề của mình nó được tốt hơn, để mình giỏi nghề hơn thôi. Và làm mong tổ độ cho em là làm để mà có thật nhiều tiền để mà lo cho mẹ em. Chỉ bao nhiêu thôi, em chỉ cần bao nhiêu đó là thôi. Thế mà chương trình thì chúc em gặp được nhiều may mắn nha. Dạ, em cảm ơn. Làm nghệ thuật thì người ta một mình cũng dòm thấy dễ hơn. Rồi cũng như không có nói gì nhiều hết, nhưng mà cũng như biết. Dạ.
thì cũng em nghĩ là anh Alex cũng ngoài lỗ bánh chân thì chắc cũng quen nhiều người rồi anh hả, thì chắc chắn cũng sẽ có một cái mối tình nào đó khiến anh cảm thấy sâu lạnh nhất đúng không? Có cũng như khi mà học ra trường, lúc mà học high school thì có một người mà bây giờ thiệt ra nói thì cũng sống ngắn, lúc đó cô ta nhỏ hơn anh, rồi cái gia đình biết được cái là gửi đi Virginia, đi cắt liền, cái này kỳ quá, cái là anh cũng thấy hơn nhiều, lúc đó mới được có xe này kia, cái là đi lái xe đi lên đó, liền đi dọn lên Virginia, ở kiếm nhà tới nhà luôn. Ba mẹ cô đó làm sao? Thì tóm lại là cô dọn ra ở chung ngắn, rồi cái anh dụ về đây. Mà thành công không? Dụ về thành công không? Cũng về về, nhưng mà ở vài tháng thì mẹ đi bị stroke ở trong bệnh viện, thì lúc đó anh nằm ở trong đó thì mình cũng mới lớn lên ngẫm nghĩ tầm bậy bạ, lấy dám nếu mà mẹ mình mất thì dám mình sẽ đi theo đó, rồi cái nghĩ trong đầu thôi, gây chuyện làm cho cổ tức lên, với lại gần như về đây rồi á thì gia đình cổ cũng không biết cổ về đây, thì lúc đó mới nói thôi gây chuyện để mà cổ về với gia đình cổ. Cái năm đó cổ lớp 12, cổ phải finish high school thì mới làm, thì ngay giờ thì cũng như Alex nói ra thì lúc đó thì cổ không hiểu, cổ tức lắm và cũng như ngày giờ này dám cổ cũng vẫn có đôi lúc đi gặp nhau á, nhưng mà cổ cũng không muốn nhìn mình. Không, đôi khi là mình phải nên nói ra cái lý do vì sao ta lấy sẵn như vậy để cho cổ hiểu, chứ thật ra mình giấu hoài cái người thiệt thòi nghĩ là chính bản thân anh thôi, đúng không? Để bây giờ thì cổ cứ nghĩ là lúc đó là anh mỏ cổ, chứ cổ sẽ không nghĩ là anh muốn cho cổ về với mẹ cổ, và cái điều đó thì nó quan trọng hơn. Cho nên là một lần sống mình cũng có gì để nói ra, có clip tình hình sống nhớ có bị người lên chụp thì cổ coi ha. Không biết bây giờ không có số điện thoại luôn, chỉ có tình cờ gặp lần lâu lâu gặp tình cờ thôi, lâu lâu thì đi á, rồi cái gặp trong mấy cái tiệc á thì cũng chào mà cổ tránh tránh, nhưng mà mình cũng biết thật cũng như mình hiểu là coi như là mối tình đã đáng nhớ nhất, nhưng mà cái kết quả đó thì lại không đến đâu, chỉ vì một cái yếu tố coi là nghe thầy nói thôi thì cũng hơi ổn á. Nhưng mà sau mối tình đó thì anh tới thời điểm hiện tại thì anh còn có đang quen hay không, hay là anh đang xin lỗi để thông báo cho bà con cho biết? Ngay bây giờ thì đang có một người mình đang lo từ Việt Nam ở bên Việt Nam. Dạ, anh lo cho một bạn ở Việt Nam thì được bao lâu rồi? Thì cái đó cũng như 2 năm mấy rồi. Cũng khá là chín mùi đấy ha. Cũng đã có hiện tại đang dịch bệnh thì chắc cũng không có về được anh ha. Không, có về, về rồi tháng tư vừa rồi. Lâu quá rồi, nó mở cửa được một tí xíu cho là chắc chắn. Thì mà lâu quá rồi, nhớ thì sao mà mình nhớ gì đó. Thì sao không lãnh nó đi cho nội? Trời, cũng mong có cánh để mà chưa có cánh. Thật ra thì giờ mình ở Mỹ cũng được lợi thế một cái là Mỹ nó hợp pháp như đồng tính rồi, cho nên là cánh cửa mà để cho mình về ra mình kiếm người yêu thì nó dễ dàng hơn. Người ta official mang hộ ở đây thì cũng mong là sắp tới thì Alex cũng sẽ tạo cơ hội để hai người gần nhau hơn. Tại hôm mình cũng quen nhiều năm rồi, cũng lớn tuổi hết rồi, cho nên là gần nhau nhiều thì nó mới vui hơn.
ha. Rồi thì cái bạn đó mà anh Nguyên sẽ em gọi là bạn hay là chị vậy, em sẽ gọi là chị đó chứ ha, chứ còn chị cũng lớn ha. Thì nhỏ hơn mình, nhỏ hơn một chút, dạ. Phải rồi, mình tránh mày đâu cũng hơn cái ổng về đúng không? Mà sao Nguyên? Thì cái cô người em á ở đây bên này lúc đó 2019 đi về, rồi cái nhờ cũng như đem quà về dùm á, thì cái mình gặp được nhưng mà cũng như lúc đó chưa có biết. Sau về đây rồi thì vài tháng sau thì cô em cũng câu gì đó là chúng tặng số đó. Dạ. Thì analysis của tôi điểm nào? Cái nụ cười. Tới ngoài và anh thích người mà cũng như hiền với lại vui. Có cái người ta nói cũng như ánh mắt cũng rất là thấy cũng như là thật. Đó, cái bản tính anh thích như vậy. Vậy là em không có điểm nào trong mắt anh nói. Về cái sai, tôi không biết là anh đã lợi với em được có nhiều điểm. Trời, cái nụ cười, cái vật mắt, rồi dễ thương lắm mắt. Dạ, thì cái đó là anh ấn tượng mình chỉ được cười. Chỉ có bao giờ nói là chị ấn tượng thì anh gì không? Thì nói thích cũng như đi khu mà kia thì hình như là cô thích cái mũi của mình. Tại vì cái có cái giòn cái mình mới chọc cổ này giòn thấy sữa phải không, giống sữa không? Có không? Cô thật là cô hỏi vậy cái xem. Trời, mặt này không có gì sữa đó. Dạ, tổ cũng đổ lắm đó. Analyst này thì rất là tay. Em thấy là bản thân em cũng có một số người bạn là tomboy và analyst đó. Nhưng mà các bạn cũng do cố gắng tạo một cái hình tượng là nam tính, các bạn đã bỏ quên đi là cái phần mình cũng phải chỉnh chu, đúng không? Mình là đàn ông hay là mình là đàn đàn trang nữ, mình phải chỉnh chu mới đẹp. Các bạn đó luôn tỏ là ông là đàn ông phải lôi thôi được các kiểu. Em thấy gì đó anh là rất là nhìn là rất là lịch sự nha, giá gì cũng đẹp luôn nha, rất là ghen tị nha. Anh thì được mẹ hồi đó cũng như nói tại mẹ giữ gìn cái da xài oil lên cũng bất chính theo đấy, còn xài càng sớm càng tốt cho da thì anh theo đó là mẹ chỉ dẫn rồi đó cái gì. Em nhìn lại nghĩ em lớn nè. À em nghĩ anh lớn nghe chắc phải chừng chục tuổi là như vậy, nghĩ là chắc mơ nghe đúng không? Dạ, thật sự Alex dạ rất là đẹp của mọi người. Rồi vậy thì trong một cái tương lai gần á thì Alex sẽ có cái dự định là sẽ mang chỉ có đây không? Có. Thì đang làm giấy tờ. À, gì hả? Thì cũng mong, tại vì cũng như thời gian trước giấy tờ kia có nhiều người đã bị lâu đẩy đi dịch này kia, mà bây giờ bắt đầu trở lại thì cũng hơi lâu một tí nhưng mà sẽ mong. Thế ra thì mình cũng có một cái biểu thị thành ý để mà chỉ qua nói về cái vấn đề này đó, thì giống như em đi hồi xưa lúc mà em đi tin em quen quá thì gia đình cũng chẳng có gì cả, gia đình chồng em hiện tại cũng không nói gì cả. Nhưng mà tới lúc cưới thì đã là một chuyện khác nè. Khi mà Alex cưới á, em nghĩ là ít nhiều gia đình cũng sẽ có ý kiến. Để không biết là Alex có nói chuyện với gia đình về em được chưa? Thì mẹ cũng mất, cha cũng mất rồi. Chỉ có cô chú. Nhưng mà anh lớn rồi, anh thấy cũng như mình phải quyết định. Và cũng như có nhiều người cứ nói rằng là đem cái người ở Việt Nam qua đây rồi mai mốt người ta sẽ bỏ cái kiểu là kỳ, nói gì kỳ lắm thì chọn anh mang anh ra sẽ đóng cái đó vậy. Nhưng mà anh nói cái vấn đề bây giờ ở đây cũng vậy, mình có ly dị hàng ngày, còn cái vấn đề sống với nhau thì
sự thật mình thương quý nhau là cái quan trọng. Đúng rồi. Thật sự mà khi mà thương nhau rồi không có cái lý do gì chưa đó. Đừng nói là giống như em đi thì người ta nói trời em chỉ nên lên lỡ quá, chồng em thì tính rất là đông nãy, rất là nhiều. Đó cũng là em bay nhảy các kiểu đó, em sẽ hỏi tình các kiểu, em bỏ hoài thai hết. Tại vì mình biết cuộc sống của mình như thế nào. Rồi về anh Alex thì nó nghe anh cũng lớn rồi, anh thấy tự quyết định mọi chuyện. Còn về gia đình của chị ở Việt Nam đó, thì gia đình của chị có biết gì vấn đề này không? Biết thì cũng rất là vui hài lòng chứ không có cái gì mà phản đối nữa. Tóm lại là cổ cũng lớn rồi, cũng có gia đình, có con, con cái như thế này. Cái chuyện bây giờ cổ cũng lớn để cổ quyết định. Dạ, sắp tới mà đoàn tụ thì lẽ ra là phải một tập nữa đúng không? Anh Alex với chị tên gì hả? Vâng, chị Vân Hà. Chị Vân Hà ngồi chung một show thì kể chuyện nó sẽ hấp dẫn. Em cũng muốn biết là không biết là chị Vân 2 năm yêu xa chị như thế nào. Rồi anh thì anh yêu xa cũng thấy cũng nhiều cái trở ngại hả? Không, thì mình biết và nó với lại cái Covid nữa thành ra nó cũng không có phải là khó khăn bây giờ phải chịu thôi. Thôi cảm thấy là tình hình dịch bệnh nó thì ngoài là ảnh hưởng tới cái việc là mình yêu xa yêu gần thì nó cũng khó chứ nhiều khi hai đồng bệnh cũng cách ly không được gặp nhau á, rồi còn về công việc nó cũng ảnh hưởng hay là đúng không? Để xem được biết là nếu như mà để bảo lãnh một người ở Việt Nam ở đây thì mình cũng phải cố gắng làm việc nhiều. Thì hiện tại là công việc của anh Alex nó có vẻ hưởng nhiều cái công việc không? Em có đủ để mà có thể lo cho chị và em? Thì đó mình làm đủ thứ. Đúng không? Ráng coi như làm đủ thứ để mà có gì lo. Dạ. Lo cho cổ và hai đứa con. Cái vụ này rất là đồng ý. Đối với những người mà anh em mình á, quen được có con sẵn đỡ rồi. Mình không có bị gánh nặng, mình không có bị suy nghĩ về vấn đề đó có sẵn. Mà bây giờ như em chẳng hạn rất là suy nghĩ nha, như được cái nặng đâu ra, kiếm đâu ra mà mình cũng muốn có thì cho gia đình nó trọn vẹn một chút. Thì chắc chắn là analyst của em chị hiện tại là cũng rất là bền bỉ, nhưng mà cái nói nào phải là phá. Nhưng mà trước đó kiểu như em không có mối tình nào trước chị mà cảm thấy rất là đáng nhớ không? Thì có hai mối tình mà mỗi mối tình đó cũng kể chừng 10 năm á. Wow, là cái cô định gia nè hay là không? Không, không phải. Cái cũng một người cũng qua hồi thời 90. Rồi xong cái hai đứa cũng có cái tiệm nail. Đó. Rồi tóm lại là cũng vì gia đình rồi nhiều cái cũng như không có hợp, trùng hợp. Không hợp sẽ tới 10 năm chứ gì? Thì mình cũng nhiều khi á, mình hay chiều chuộng. Mình ráng cũng như tại vì cũng như mình sống trong gia đình mà nghệ sĩ, nhạc này kia, mình rất là thích nghe nhảy này kia. Mà nhất là thời đó thì cô chú Alex có một cái vũ trường nổi tiếng ở đây nè, thì lại mình không có đi, thì cổ không muốn cứ đi làm nail nữa. Thời lúc thời đầu là làm 7 ngày một tuần luôn, phải là kim hoàng nail và rất là có tiền. Rồi xong cái sau đó bớt đi nghỉ ngày mà rốt cuộc cũng không có cứ đi shopping hay là cái thú hồi đó của Alexi hay làm vườn. Rồi tóm lại là cũng kết thúc. Rồi cái mối tình thứ nhì cũng vậy. 10 năm nữa hả? Wow. Kéo đến 11 năm nhưng mà rốt cuộc cũng không có. Làm nhân diện ra bị sát không? Mà lại đây không vỡ nữa. 10 năm có đồng khoảng thời gian dài á. Kiểu như là ra em nhận thấy cho con đó, nên là nó sẽ
là anh ráng, tại cho người yêu có chữ ráng vô em thấy nó sẽ khó khó bền đúng không? Nhưng mà chỉ mình là anh ráng thôi thì nó sẽ rất là khó bền, nhưng mà ít ra thì cũng dừng lại, cũng còn kịp. Vẫn còn phong độ là trai để mà có thể kiếm một em khác. Chứ tự nhiên mà ráng cái 30 năm nữa nghĩ nó sẽ hơi khó. Bây giờ thì cũng còn kịp ha. Rồi rồi về cái mối tình là anh ấy cái 10 năm đầu tiên đó là có tiệm nail rồi, rồi có cũng nhiều thứ mà chỉ vì lý do gia đình thôi mà bỏ anh. Không thì đó có tranh chấp tiền bạc gì không, gì không, tại vì anh ấy thường có tài sản thôi không? Thời đó thì khổ nổi vậy nè. Cái đó thiệt ra mối tình mà đầu tiên mà gọi là có nhà, có tiền.